cho mày ngồi đây. Mày nằm ra, mày nằm ra để tao khỏi có chỗ tao ngồi luôn. Dạ, ở đây, ở đây rộng nhiều chỗ mà ba. Cái chỗ này là chỗ của vua ngồi. Dạ. Trời ơi, cái con này con nít tao còn nói được. Thả con tép. Giờ tao đố mày nha. Thả con tép mất, mất cái gì? Thả con tép. Thả con tép thì mất con tép chứ mất cái gì ba? Trời ơi, tôi biết mà. Tôi hợp phòng tôi lo sợ. Vậy mà mày cũng làm được phó giám đốc nữa. Ba à, anh có bao giờ chịu đọc sách đâu mà biết. Anh đó, rảnh đó thì chịu học khôn chút đi. Người ta thả con tép là bắt con tôm. Có vậy mà cũng không biết nữa. Tới con tôm nó còn biết cái chuyện này. Trời ơi, mày suy nghĩ thì năng lực đâu mày làm phó giám đốc công ty. Coi lại mình đi. Tại vì chú ở chung với cô và ông mà con thấy chú bị ăn hiếp hoài à. Hồi trước á, con cứ nghĩ chú là người làm công á, giống như chú tài xế vậy. Mạnh mẽ lên nha chú. Con chịu hết nổi rồi. Thả con tép chắc gì bắt được con tôm. Lỡ nó chạy mất luôn thì sao? Lúc nào mà cũng coi thường con hết vậy? Còn cô nữa, thấy tôi không nói gì hết, lúc nào cũng lên đầu cổ tôi ngồi. Vừa phải thôi chứ, tôi là chồng của cô mà. Còn ba, lúc nào mà cũng chê bai con, ba khi dễ con. Vậy ba tưởng chắc là con hài lòng những chuyện ba làm lắm hả? Ngay cái chuyện đơn giản thôi, cả nhà ăn cơm mà ba cũng không tôn trọng con nữa. Ba thả bơm vô tội dạ, ba thả mỗi lúc mọi nơi. Ba có biết phép lịch sự là cái gì không? Mày nói ai biết giữ phép lịch sự? Con cũng là con rể, cũng là con thành viên trong gia đình này. Bây giờ con yêu cầu ba phải tôn trọng, phải nói chuyện lịch sự với con. Cái gì? Bữa nay anh ăn răng hùm hả? Anh nói cái gì? Mày nói vừa nói cái gì đó ha? Mày điên hả? Anh nói lại cho tôi nghe coi. Con xin lỗi ba. Xin lỗi vợ. Trúng tay rồi hả? Chính thức ra mắt cách đây không lâu tại trường đua Thunder Hill Raceway nước Mỹ. Sao nó đeo cái đó vậy? Tại anh thấy có lỗi cho nên tự trừng phạt mình đó ba. Thiệt là bánh. Ba, nó phải đưa. Mày bủng xỉn với ba mày vậy hả? Anh ơi, anh mua cái gì? Cơm tấm sườn mì chả, nước mắm không ớt nha, cơm thêm càng tốt. Cảm ơn. Dạ chú ấy đã làm như vậy suốt mấy ngày liền, cho tới một ngày. Câu đầu tiên sau khi chú ấy tháo khẩu trang ra, con xin lỗi ba.